trở lại bản tin nhắn, trở lại một bản tin liên quan đến cho nhà giàu và sự trợ giúp của chính quyền Biden. Dữ liệu cho thấy giá ô tô điện đã qua sử dụng có thể giảm tới 40% giá trị. Những thứ có thể giảm mạnh nhất tất cả là xe điện. Xe điện qua sử dụng đang chứng kiến sự sụt giảm giá trị chưa từng có trong năm nay. Với một mẫu xe điện có thể giảm tới 40% khi xe động cơ đốt trở nên có giá trị hơn theo một cái bản báo cáo độc quyền đến từ tờ báo Daily Mail. Sử dụng những dữ liệu của công ty định giá ô tô HPI, báo cáo nêu trên 20 loại ô tô cũ đã giảm giá nhiều nhất trong và 20 trong số đó có giá trị tăng nhất. Đối với xe điện, Honda giảm 33.1% tức $7,831, Nissan xe điện 33.2%, Hyundai Noka 33.5%, Kia Soul 36.7%, và một chiếc xe khác được mang tên là Seat Electric 40%. Tesla Model S, Honda e và BMW i3 cũng được liệt kê trong số những công ty giảm giá ô tô, những công ty giảm giá ô tô đã qua sử dụng nhiều nhất. Đó là những cái mà chúng ta thấy đó. Cái vấn đề tới ngày hôm nay, về cách mua xe điện nó vẫn là một câu hỏi vô cùng lớn. Cái thứ nhất là cái giá trị bảo hành, cái thứ hai là cái giá trị bán lại, thì nó đang đặt những câu hỏi về cái cách mà thật sự cái 2-3 ngàn tỷ đô la mà chính quyền của Biden đầu tư vào xe điện, kỹ nghệ xe điện, nó thật sự nó có worth những cái đồng tiền thuế của quý vị hay không. Và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt.